Quýnh Nha xin kính chào tất cả mọi người. Đã nói là báo đài chính thống người ta đưa tin, mà một khi mà họ đã đưa tin á, thì ắt hẳn người ta cũng đã có rất là nhiều thông tin, bằng chứng, dẫn chứng rồi. Vậy mà con dân của ông Thích Chân Dài vẫn báo quá báo, báo đời báo lú, đã không có giúp gì được cho khầy rồi, mà ta nói rằng còn đi bịa, nói truyền thông bẩn, hại khầy thế này thế kia. Ai biểu nói làm chi, bây giờ người ta lại dí liên khúc luôn. Chuyến này là khầy không có xong rồi, giờ khầy toàn là thở hơi ra không à. Chắc phải đem cái bình oxy cho khầy quá à. Chứ con dân của khầy báo quá báo rồi. Cái câu chuyện mà ông ta lấn chiếm đất rừng á, 36 cái công trình mà chỉ có một cái công trình có phép thôi á, thì ai ai cũng đều biết rồi. Nhưng mà phía bên báo chính thống họ lại ghi một cái tựa đề nó vô cùng là sốc như thế này, thì ắt hẳn bản thân của ông Thích Chân Dài và con dân của ông ta sẽ cảm thấy vô cùng là điêu đứng. Vì ông Thích Chân Dài này chỉ qua là mang cái tiếng là khoác một cái chiếc áo vào để rồi lấy le với đời thôi, chứ thực ra không có giúp ích được gì cho đời cả, mà chỉ toàn là đi báo hại không. Thì cái tựa đề của bài báo nói như thế này: ông Thích Chân Dài nói đọc báo là góp phần phá rừng, nhưng chùa của ông Thích Chân Dài lại lấn chiếm đất rừng. Cay ghê chưa. Mà cái câu chuyện cay đó nó không có dừng lại đâu nha. Thì liên tục những cái bài báo được đăng tải lên trên mạng xã hội, và đặc biệt là cái bài báo chính thống này cũng đã chia sẻ rằng ông Thích Chân Dài xây dựng 35 công trình sai phạm, tại sao chưa xử. Và theo như cái bài báo này á, là vào năm 2018 cho đến nay á, thì ông Thích Chân Dài vẫn không chấp hành các quyết định của chánh quyền, mà ông ta vẫn ngang nhiên xây dựng thêm. Và dường như ông ta đang thách thức pháp luật. Chuyến này là khầy tàn canh gió lạnh thiệt rồi. Trường hợp nếu như đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi lấn chiếm đất, hoặc là đã bị kết án về cái tội này á, chưa được xóa án tích mà vẫn còn vi phạm, thì có thể là bị khởi tố về tội là vi phạm các quy định về quyền sử dụng đất đai. Và theo đó, căn cứ vào tính chất và mức độ vi phạm hậu quả gây ra, người vi phạm có thể là bị phạt ủ tờ từ 6 tháng cho đến 3 năm, hoặc là bị phạt tiền từ 500 triệu đồng cho đến 2 tỷ đồng. Tự nhiên đọc xong những cái bài báo này, lo dùm cho khầy luôn á. Không biết khầy giờ có ổn không, chứ rung lẩy bẩy cũng không có ai cứu được khầy rồi. Ta nói người ta nhắc nhở rồi mà không chịu nghe, rồi bây giờ tham quá, lấn chiếm nhiều quá, cho nên chuyến này khầy có đi xa thì con dân của khầy cũng đừng có nói là người này hại người kia hại khầy, mà là do khầy hại khầy nha. Ông Thích Chân Dài thì đang xỉu lên xỉu xuống, đang tìm mọi cách để mà thoát thân. Thì nàng Angola, nàng thơ của ông Thích Chân Dài thì đăng đàn những cái dòng status, ta nói nó cay chí mạng ông Thích Chân Dài luôn. Nàng Angola có ghi như thế này: dù có nghèo, có đói, có chết cũng không bao giờ để mất đạo đức. Ủa, hóa ra là nàng Angola đang nói khầy à? Sao kỳ quá vậy ta? Hay là nàng Angola quay xe với khầy rồi? Người ta thường hay nói là có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia. Mà bây giờ tan đàn rẽ ngé hết. Ta nói con dân á, thì cũng bỏ đi tứ xứ, nói chung là giải tán hội. Còn các bà vợ á, thì coi như cũng bỏ mặt khầy luôn. Trời ơi, thứ gì mà chịu nổi. Người ta đã dí khầy như vậy rồi, đầu bù tóc rối. Mà quên, khầy không có tóc đâu mà đầu bù tóc rối quý vị.
mà các bà vợ còn làm cho khầy bị rối nùi cái tư tưởng nữa thì chuyến này là xong thiệt rồi. Mà cũng ngộ quá ha, đáng lý ra một cái người tu hành á thì người ta đâu có cái tính tham sân si đâu. Ví dụ như người ta xin được cấp phép một cái công trình thì mình xây dựng một cái công trình đi, mình sử dụng trong cái khuôn viên đó thôi, có phải hay hơn không? Mà người ta yêu mến mình nữa, người ta quý trọng mình nữa, tại vì mình không có tham. Còn đằng này á, ta nói khầy bành trướng nguyên cả một cái khu đất, ta nói to chà bá lửa luôn, rồi thầy còn làm thành một cái địa danh tâm linh nổi tiếng nhất ở Bà Rịa Vũng Tàu nữa cơ, làm cỡ vậy đó mới vừa cái nư của khầy. Rồi bây giờ khầy thấy chưa, trời ơi có ai làm gì khầy đâu, không có ai làm gì hết trơn hết trọi á, mà tự động nghiệp nó trổ ra cái là ta nói khầy đỡ không có kịp luôn. Mà cũng đúng thôi chứ, do cái thời gian kéo dài từ năm 2018 hoặc là trước năm 2018 cho đến giờ luôn, tính ra là cái ông Thích Chân Dài này ông biết làm ăn ghê luôn. Ông ta có cái kinh nghiệm để làm u mê xí muội con dân, mở một cái địa danh tâm linh, ta nói tổ chản như vậy á thì ắt hẳn từ năm 2018 cho đến nay thì khầy cũng đã thu lại một cái nguồn lợi nhuận vô cùng là to lớn khổng lồ rồi. Cho nên khầy không có gì ngoài tiền cả. Cái vấn đề mà xử lý cái ông Thích Chân Dài này á, nó cũng phải được thỏa đáng. Chứ còn liên quan đến tiền thì thật sự với quý vị rằng là đối với ông ta dễ như là trở bàn tay vậy đó. Ông ta có nhiều tiền lắm, trời ơi không ai qua được ông ta về cái vấn đề tiền bạc đâu quý vị. Thiệt chứ đúng là một con sâu làm rầu nồi canh luôn đó. Một cái ông Thích Chân Dài này mà làm cho biết bao nhiêu người người ta bị hệ lụy. Mà cũng ngộ chứ, miệng thầy thì lúc nào cũng nói những cái điều hay lẽ phải rồi, à, phải bảo vệ rừng, mà cuối cùng thầy lại là cái người đi phá rừng. Những gì mà thầy làm á, nó giống như là một cái nghiệp để cho thầy phải trả. Cho nên người ta thường nói cái câu là những người mà nói đòi đạo lý á, thường sống rất là dở. Mà đúng y chang như thầy luôn á, thầy nói đạo lý quá trời nói đạo lý, mà thiệt thầy sống sao mà ta nói giờ con dân của thầy nó cũng chán chường thầy luôn rồi. Tại thời điểm lúc này mà họ bỏ thầy là thầy hiểu cái vấn đề rồi đó nha. Rồi nếu như mà cái sự việc này mà nó không được phát giác á thì thầy còn kinh doanh bao nhiêu lâu nữa. Rồi chưa kể rằng là thầy bành trướng cái thế lực cũng giống như là cái hội nhóm của thầy, rồi dẫn dắt những cái người, người ta cũng chỉ là những người bình thường thôi, tự nhiên vào trong cái động của thầy cái biến chất trở thành một con người khác luôn, quên ông bà cha mẹ, quên luôn cả gia đình. Rồi họ nhận lại được gì? Nhận lại những cái kết đắng ngắt và cái sự biến chất. Mà lúc nào cũng lên giảng đạo lý nào là ở kinh sách là thế này thế kia. Người ta thường hay nói là không có nên đùa giỡn với Phật pháp, kinh sách. Vì cái nghiệp mà mình trả nó vô cùng là lớn. Thà ví dụ như một cái người bình thường người ta không có am hiểu gì về Phật pháp đi thì không nói. Còn đằng này ta nói thầy cũng qua biết bao nhiêu là cái khóa rồi, mà thầy vẫn chưa rút được cái kinh nghiệm cho bản thân của thầy. Để rồi giờ đây tất cả những cái nghiệp mình nó tích tụ 40 mấy năm nó đều trổ ra thì ao cũng là cái kết của thầy thôi. Giờ đừng nói ai hại, giờ có ai cài vào hay là có ai muốn hại thầy. Nhưng nếu như cái phước của thầy mà nó lớn thì cho dù họ hại cỡ nào thầy vẫn bình chân như vậy, ta nói hiên ngang bất khuất luôn. Nhưng mà cuối cùng rằng là thầy không phải là một cái người chăn tu, mà thầy chỉ dựa vào cái câu chuyện chăn tu đó để mà kiếm chác,
Rồi còn có biết bao nhiêu cái người bị hại bên ngoài kia nữa, người ta cũng đang rất là vui vì ngần ấy thời gian không ai làm gì được khầy cả, mà đến tại thời điểm bây giờ tự nhiên đùng phát nghiệp của khầy trổ, rồi cuối cùng khầy chính là cái người hại khầy. Bây giờ con dân của ông Thích Chân Dài cũng đã hiểu được cái sự việc vì sao mà mình lại bị u mê lún lẫn, đúng không? Và những gì mà các bạn cống nộp cho cái ông Thích Chân Dài này á, thì ta nói tuy rằng khó có thể nào mà đòi lại được, nhưng mà ít ra quay đầu nó vẫn còn là may mắn. Bởi vì nếu như cái sự việc này nó không được phát giác thì cuộc đời của các bạn cứ chôn vùi vào trong một cái người mà lúc nào cũng giảng đạo lý thế này thế kia, nhưng mà sau tận trong cái con người đó đều là những cái sự tham sân si vô độ, và cuối cùng các bạn sẽ là cái người chịu thiệt thôi. Mà cũng may sao á, mà những gì ông ta làm á bây giờ nó đều phát giác ra hết rồi, cho nên người ta đều biết hết luôn rồi. Và nếu như biết á, thì chắc chắn là cái câu chuyện của ông ta không thể nào mà chìm nổi rồi. Ok, cái đoạn video này của nhà thì xin kết thúc tại đây. Mấy chúc mọi người luôn dồi dào sức khỏe. Và nếu thích cái đoạn video này của nhà thì các bạn có thể like, share, subscribe để ủng hộ cho cái kênh của nhà nhé. Mến chào mọi người và hẹn gặp lại ạ.